Thời gian gần đây, người nuôi tôm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó chất lượng tôm giống là điều khiến bà con lo lắng nhiều nhất. Bởi một con giống chất lượng sẽ quyết định đến 50-60% sự thành công của vụ nuôi. Cùng hiểu về kinh nghiệm lựa chọn tôm giống chất lượng cho vụ nuôi. 1. Nắm rõ nguồn gốc tôm giống. Để xác định đâu là tôm giống chất lượng, người nuôi cần nắm rõ nguồn gốc tôm giống từ đâu, quy trình nuôi ra sao và được cho ăn loại thức ăn gì. Đối với nguồn tôm thẻ bố mẹ, tôm bố mẹ được nuôi và cho sinh sản không quá 4 tháng kể từ lúc nhập về trại sản xuất. Có đầy đủ thức ăn tươi sống như dời, hầu, mực. Tôm bố mẹ phải đầy đủ dinh dưỡng thì nguồn nucleus mới khỏe mạnh. Quy trình nuôi phải đảm bảo từ lúc tôm đẻ đến giai đoạn TL12 nằm trong khoảng từ 22 đến 25 ngày. Điều đó chứng minh tôm phát triển bình thường. Ưu tiên các quy trình nuôi không sử dụng kháng sinh, hóa chất để phòng và trị bệnh. Sử dụng thức ăn. Ưu tiên tôm giống được cho ăn các loại tảo tươi, lân trùng, copepoda, artemia. Thực phẩm cho ấu trùng là những loại có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và uy tín cao. 2. Chọn tôm giống phù hợp với loại hình nuôi. Đối với nuôi quảng canh cải tiến, nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm xen ghép, bà con nên lựa chọn tôm có kích cỡ lớn, bơi nhanh hay vùi tốt để phù hợp với điều kiện tự nhiên, chống chọi với các động vật khác. Nuôi thả mật độ cao, nuôi ao đất, ao chỉ trải bạc bờ, điều kiện an toàn sinh học chưa cao, ảnh hưởng của thời tiết. Chọn tôm thẻ có nguồn gốc kháng bệnh, ví dụ như mùa lạnh, chọn tôm kháng bệnh với WSSV, IHHNV. Mùa nắng nóng, chọn tôm kháng với EMS, AHBNS. Nuôi tôm trải bạc, nuôi siêu thâm canh, điều kiện an toàn sinh học cao. Chọn tôm sạch bệnh và có tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng cũng tùy vào điều kiện môi trường và thời tiết mà chọn dòng tôm sạch bệnh hay kháng bệnh. 3. Kiểm tra và đánh giá chất lượng tôm giống. Đánh giá bằng cảm quan. Đánh giá chất lượng tôm giống bằng cảm quan là phương pháp đơn giản và dễ thực hiện nhất đối với người nuôi. Đối với hình thái, tuổi tôm phải tương ứng với kích cỡ. Ví dụ Boss Lava 10 phải có kích thước lớn hơn 9mm. Màu sắc của tôm phải tươi sáng, đồng đều, nhìn rõ gan và đường ruột. Đường ruột tôm to, thẳng và đều từ trên xuống. Đặc biệt, ruột tôm phải đầy đủ thức ăn. Khối gan tụy có màu nâu sẫm hoặc đen, màu sắc gan đồng đều. Ngoài ra, gan tụy phải to, rõ, đều và phải cong gọn trên giáp đầu ngực của tôm. Tôm giống phải bơi nhanh, mạnh, ngược chiều dòng nước và bơi bám thành. Đồng thời, tôm phân tán nhanh ngay trong bọc hoặc khi đổ ra chậu. Tôm phản xạ khi nghe thấy tiếng động. Khi thử sốc độ mặn, tôm vẫn khỏe và có tỷ lệ chết dưới 10%. Đánh giá qua kính hiển vi. Đánh giá chất lượng qua kính hiển vi là bước thứ hai và rất quan trọng, giúp người nuôi biết được chính xác về chất lượng tôm giống trước khi thả nuôi. Bên cạnh quan sát hình thái bằng cảm quan, tôm giống khi quan sát dưới kính hiển vi phải đảm bảo vỏ tôm bóng sạch, không bị bám bẩn và không bị các dị tật như cục rau, cong thân, tỷ lệ dị hình dưới 1%. Ngoài ra, đường ruột tôm phải co bóp mạnh và đều, khối gan tụy chứa nhiều giọt dầu. Đánh giá bằng sinh học phân tử PCR. Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp khó thực hiện nhất nhưng sẽ đảm bảo tính sạch bệnh của tôm. Tôm phải được thông qua các xét nghiệm real-time PCR và cho ra kết quả âm tính với các bệnh sau: MBV, WSSV, YHV, HPV, TSV, IHHNV, IMNV, NHP, AHBND, EHP và không nhiễm khuẩn vi rượu phát sáng. Tôm giống BSI2 được thông qua toàn bộ xét nghiệm real-time PCR nhằm đảm bảo đầu ra 100% sạch bệnh. Ngoài ra, với tốc độ tăng trưởng nhanh, khả năng kháng bệnh tốt và về sai lớn trong ngắn ngày chính là giải pháp tối ưu giúp bà con phát triển kinh tế. Lựa chọn tôm giống BSI2 cho vụ mùa bội thu. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.